Là thư sinh. Con có một số tiền muốn làm phước, nhưng con phân vân rằng chỗ nào khổ hơn thì mình làm chỗ đó. Vậy con có tội gì không sư, vì số tiền con gửi có giới hạn nên chỉ làm được một lần thôi, con phải chọn một trong hai. Tài sản là của quý vị. Cho nên á, quý vị thấy ở chỗ nào mà mình hoan hỷ, mình giúp thì mình bố thí cúng dường ở chỗ đó. Chứ còn không có cần phải lo lắng là mình bỏ một bên thì nó sẽ có lỗi, thì không phải như vậy. Quý vị chọn bên nào thì nó cũng là phước hết. Cho nên cứ yên tâm. Ở trong kinh phân biệt cúng dường á, có một vị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn rằng khi nào thì ta nên cúng dường. Đức Thế Tôn trả lời đó, khi nào á mà mình cảm thấy hoan hỷ thì mình cứ làm phước cúng dường, bố thí cúng dường. Cho nên dù cho đối tượng có là ai đi chăng nữa, thì khi nào mình thấy hoan hỷ, đối tượng đó mình thấy hoan hỷ thì mình cứ bố thí cúng dường. Và nhớ, sư thì sư ráng tập, sư ráng tập cái thói quen này, và sư nghĩ là đây là một thói quen tốt mà quý vị cũng nên nên tập. Đó là gì? Khi mà mình đã có cái suy nghĩ là bố thí hoặc cúng dường cho một cái đối tượng nào đó thì nên làm ngay. Thứ nhất là không nên chần chờ. Cái thứ hai là nên làm, dù cho sau đó đó mình có một cái suy nghĩ gì đó nó làm cho mình thay đổi ý kiến, thì mình vẫn nên giữ cái suy nghĩ ban đầu. Bởi vì đó, cái ý định mà bố thí cúng dường nó không phải lúc nào cũng có. Tâm thiện nó hiếm khi nào có mặt lắm. Mà thường thì sau khi mà mình phát khởi cái tâm thiện, mình muốn bố thí, muốn cúng dường, muốn làm phước, muốn làm các điều thiện pháp, sau đó, ngay sau đó rất dễ có cái suy nghĩ nó làm cho mình không thực hiện. Ví dụ như nhưng mà mình còn đang thiếu tiền, mình cũng cần, rồi vân vân và vân vân. Nói chung là nó sẽ có đủ lý do để cho mình thối thất cái suy nghĩ làm phước. Cho nên á, ráng tập cái thói quen là một khi mà mình đã có cái suy nghĩ bố thí cúng dường thì nên làm ngay, đừng có chần chờ, bởi vì chần chờ mình sẽ đổi ý. Ráng ráng làm, ráng tập cái thói quen đó nó rất là tốt. Ví dụ như có lần Phật tử cúng dường như sư hai chai mật ong mà gửi từ Hà Nội vào. Khi mà sư nhận hai chai đó, thì ngay lập tức trong cái đầu sư sư mới có suy nghĩ là thôi cúng dường cho ông sư bạn. Thì khi có suy nghĩ đó thì sư ngay lập tức sư đi sư cúng dường cho ông sư bạn. Nhưng mà khi mà vừa mới ra cửa thì gặp sư cụ, mình mới nghĩ là không lẽ bây giờ tự nhiên có cái suy nghĩ xẹt qua đầu thôi, không lẽ giờ có cúng ông sư bạn mà chừa ông sư cụ nó kỳ, tôi cúng luôn sư cụ đi. Thì ngay khi đó đó cái suy nghĩ là ủa, nhưng mà như vậy thì mình không có, hết rồi mình không có để mà mình dùng. Nhưng mà sư vẫn duy trì cái suy nghĩ đó, bởi vì mình nên tập cái thói quen là một khi mình đã có ý định mình làm phước thì không nên để bất kỳ một cái nguyên nhân, một cái suy nghĩ, một cái tác động nào nó làm cho mình thay đổi mà mình bỏ đi cái ý định đó.